cái đùi dưa này nhìn ngon quá, ngon quá. Cái này đây là miếng thịt bê chưa sát còn à. Sát thịt này. Quán mình có khoảng bao nhiêu năm rồi cô à? Mấy chục năm. Dạ đó, đặc điểm của quán này là sát thịt bằng vô rồi. Đó. Rất là tươi và ngon luôn rồi. Đây là miếng này miếng nộm không chị ạ?
Búp này. Đó là miếng búp này. Miếng lợn xác là miếng búp này. Đó. Quán này có gần mấy chục năm rồi nha. Nói chung là cả tay 20-30 năm. Gần 50 năm này. Đó. Đây. Nói chung là quán này là cũng là bà con bên mình. Mình có cơ hội vô đây mình xin là các thử thôi. Để trải nghiệm thử là cách vô bà thịt bò tán như thế nào. Bây giờ mình có một cái gần vô tay không cô? Đó, bây giờ mình cắt thử nha. Đó, mình cắt thử miếng thịt mình vô. Thử miếng thịt không? Cắt thử nha. Cái đồng còn vô rất là già, rất là khó. Cắt thử một miếng thôi. Qua đây này. Mình sẽ cắt thử một miếng nha. Nói chung rất là khó cá người ha. Nói chung mình cũng thử thôi, một miếng thôi chứ không thôi. Rất là khó. Nói chung là rất là khó. Nói chung là tại nhà mấy cô nghe mấy cát con miếng đều nhau mà mình cát không được, cô cát thử. Cứ ra. Cứ ra. Thử lần nữa nè. Trời. Đây là thành quả mà miếng mình tập sự nha. Tập sự mình cát mới dài. Cảm ơn cô nhiều ha. Cái đùi chưa. Hello chào mọi người. Hôm nay mình sẽ review món là Betui 10 cầu móng nha mọi người. Đây là đặc sản ở vùng đất này. Nói chung là thịt á là người ta xác bằng là tay mọi người. Đặc điểm là cái thịt này các bằng tay này. Đồ ăn kèm này. Anh em rất là ngon. Đây là đặc trưng của quán mình. Ngày mình sẽ uống một cái này. Mình trước khi ăn là mình nặng chanh luôn rồi nha. Qua cho nặng chanh. Bây giờ mình tụng uống này. Bỏ ít cao này. Bỏ chú chót này. Đu đủ này. Dưa leo mọi người. Bỏ miếng thịt này. Mình sẽ uống lại. Nước mắm mặn mà được quá thơm ngon. Đặc biệt là có đếm xanh. Đặc điểm của quán này á là tô số ăn với bánh tráng nè mọi người. Bốn bánh tráng bỏ. Đó, bây giờ mình ăn thử cho mọi người xem nè. Đặc điểm của số là ăn với bánh tráng nè mọi người. Đó. Xong rồi á là mình sẽ múc.
xin lỗi. Rồi em bỏ bánh tráng vô đây, bóp bánh tráng vô. Bóp nhiều lên, đó. Bánh thì lại chuẩn bị ăn sót. Đớp như này. Đây là anh quay ngược lại. Nói chung là quán ở đây là có cũng gần trên 40 năm đồ rồi nha. Thôi kiến thức của nha. Quán này ở tầng đi tham dự ảnh thuật tầng Mỹ này. Được lãnh dự quán Việt Nam bảo lãnh đi qua Mỹ. Thịt bò, đường này dai, nước này ngọt vừa dùng. Rất là men thui giòn ngon. Anh chúng đây đã đi biển núi này mà món ăn rất là ngon. Kia là gì đó cũng ngon. Đây bột đá cũng. Wow, không ăn vô quá mà tới còn món này từ lần kia cũng chưa biết bột đá. Món đây đã từng được cái nghề được lãnh đạo quán đó đưa qua giới thiệu những món ăn đặc biệt là của người Việt Nam là Mỹ. Điểm ở đây là có cái món bánh sushi mọi người. Mình lấy 10 cái. Để có quay coi luôn. Lấy của tôi. Bánh này có từ năm mấy? Hồi xưa đến giờ rồi. Nhưng mà ở đây mới có thôi đúng không? Ở Hội An lên mới có cái mẫu này như đây mọi người. Đây này. Sushi. Này, mình ra ăn thử miếng này đi tôi quay. Dẻo thơm. Nhưng mà ngon. Lấy 10 cái. Cái này không phải là bún mọi người, là số người ta ăn với bánh tráng. Có thể là ăn với bún nữa nhưng mà ở đây là người ta ăn với bánh tráng mọi người. Đó. Rất như là chất lượng. Nước là dầu. Dầu. Ừ, uống đi. Nước là nó đi. 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 Nó đi.
Xí cho mua ạ. Kết thúc video tại đây. Đừng quên like, share, like, subscribe ủng hộ kênh.